Chư Pháp lực dụng Đệ tướng y trì Các Pháp này là mười Pháp giới Y chánh trang nghiêm Hai bên hổ tương Để duyên nương tựa Không phải vật giống nhau Cũng có thể tồn tại độc lập Tìm không cái gì độc lập tồn tại Nói cách khác tất cả pháp trong thế xuất thế gian ta không thể nói cái nào hữu dụng cái nào vô dụng không có đạo lý này chỉ cần có một pháp nó nhất định có chỗ dùng vì bản thân chúng ta nhận thức không rõ ràng có một vài thứ ta cho rằng nó vô dụng nên muốn xóa bỏ nhưng sau khi diệt trừ vấn đề lại xuất hiện Vì không biết duyên khởi của toàn bộ vũ trụ là thăng bằng Cũng chính là sự thăng bằng của địa cầu sinh thái người thời này nói Tại sao? Vì nó là hổ di y duyên Thiếu một cái cũng không được Thiếu một cái là có vấn đề Liền sanh ra biển hóa Nhiều thêm một cái cũng sanh ra biển hòa Duy trì thăng bằng là sinh hoạt lành mạnh nhất Sinh lý của con người cũng như vậy Thể chất của mỗi người không giống nhau vị thể chư duyên các vị thích ứng của mỗi người không tương đồng chúng ta nói tập quán ẩm thực Tập quán sinh hoạt của mỗi người đều không tương đồng Điều này không thể miễn cưỡng Thể chất không giống nhau Có người ăn nhiều Có người ăn ít một chút Nếu có thể thích ứng với tình trạng thân thể của mình Thì đó là lành mạnh nhất Cho nên ta không thể ham muốn nhiều Ham muốn nhiều đối với cơ thể không tốt Ta tham ăn, thích ăn Điều này không được Ăn quá nhiều sẽ sinh ra bệnh Làm sao phải khống chế tốt Ăn không nhiều không ít Như vậy mới có thể bảo vệ trạng thái sức khỏe tốt nhất Cho nên ở đây Đức Phật nói cho chúng ta nguyên tắc này Để trong sinh hoạt hàng ngày Ta dần dụng như thế nào cho liên hoạt Mới thật sự có lợi ích đối với chúng ta